Rồi. Rồi, nên là buổi cuối cùng chúng ta gặp nhau ở tổ chức sự kiện. Vai cô là con vẹt nhà cô này. Các bạn xem cho vui. Thế nào? Đó, mấy anh mấy chị đang học đó, đúng không? À, nhắc lại cho tụi con thấy nha, đây là cái phần kịch bản nha. Rồi, hôm nay là buổi cuối cùng thì bây giờ nha, cô cho tụi con chấm 1 đến chấm 7 á. Cái lịch của mình đi á, tụi con đi chung với ai ai có thể báo lại cho cô ghi chú được không? Một đi với ai là cô nói lại giúp cô với. Bữa nói mà cái cô ghi lộn Đi với 256 là 1 2 5 6 không tụi con? Dạ đúng rồi cô ơi. 1 2 5 6 rồi, ok rồi, tuần 2 tuần nữa đi. Cô cho con 2 tuần nữa. Nào 1 2 5 6 này thì chắc là sau buổi học ngày hôm nay nha, là cô xin phép cô sẽ out cái group của sự kiện của mình ra, thì cô sẽ group lại với lớp mà đi theo cái tour á là N1256 nha. Cô sẽ group cái đó thôi để mà các bạn chốt được cho cô cái concept xong rồi quăng qua cho cô nha, cô kiểm tra. Rồi sau đó các bạn tiến hành làm kịch bản từ từ, được chưa nha, làm từ từ lai ra như tới đó, rồi còn design thiết kế nữa. Mỗi lần đưa đưa duyệt đâu phải là các bạn đưa cái là cô duyệt được liền, mà cô phải có thời gian là cô ngồi cô coi rồi ấy, cô mới hồi âm lại mấy đứa đó. Cho nên là hôm nay là cái buổi cuối cùng thì tối nay ha, cô xin phép cô ao các bạn ở các dòng lớp chưa đi thì cô rút cho cái xe N1256 trước để có gì phổ biến trước. Còn lớp lớp còn lại mà mình đi với ai báo cô luôn để cô group riêng cái lớp đó với cái nhóm xe đi chung, được không nha? 1 2 5 6 như vậy còn 3 4 7 là đi với ai ạ? 3 4 7 mình có lịch đi chưa vậy? 3 4 7 có ai chưa con? Giảng viên đi chung hả cô? Không không cái số cái mấy mấy bạn mà lớp dòng lớp đi chung với nhau đó cô Dạ Trân, ba bốn N3 4 bảy à. Hôm bữa cô Trân đưa cái lịch đó nhưng mà nó tin nhắn nó bị trôi mất tiêu rồi, cho nên để cô tạo một cái group đó mà. Còn cái này thấy sao ha, hồi trước hết thì cô group N1256 trước ha. Rồi như vậy 2 tuần nữa các bạn chốt lại cho cô chuẩn về cái concept, xong rồi các bạn tuần tới nữa, tức là cứ mỗi cách 2 tuần các bạn thả cho cô cái bài ha, thì tuần sau tuần tới nữa confirm lại cho cô concept nha, cho các bạn là 1 2 5 6. Xong 2 tuần tới nữa các bạn cho cô xin cái kịch bản chương trình đó, thì cái kịch bản chương trình nó giống ở trên đây nè, cô chỉ cần giống agenda thôi là được rồi. Agenda trên đây nó gọi là đây nha, agenda thì nó sẽ cột thời gian và cột nội dung, hiểu không? Thời gian là mấy giờ, rồi quan trọng là cô sẽ xem coi nội dung tụi con sẽ diễn tiết mục gì á, hiểu không? 1 2 3 4 5 6 7 đó, ví dụ như vậy. Kỳ này á các bạn có thể add thêm cho cô cái này nó sẽ hay, nhưng mà cô chắc là cô sẽ nói riêng với lại 4 leader. Có một cái tiết mục này hay lắm mà mình kèm vô trong đây luôn, kèm trong cái gala dinner cho staff party mình luôn, nó rất là hay. Thì cô sẽ nhắn riêng cho các bạn leader để mình làm surprise, hiểu không? Mình làm ngạc nhiên cho khách mà cho mấy bạn mà tham dự cái diễn của mình. Rồi. Ở cái phần kịch bản này các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không, nhớ dùm cô đầu giờ vô là phải có tiết mục mở màn đó, xong rồi ở dưới cuối cùng là tiết mục kết thúc
nó phải ầm 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 lên cho cô. Thì tiết mục gì tụi em tự phân, có thể là đơn ca, song ca, múa, nhảy, hát, nhưng tất cả những bài hát, tất cả tiết mục nó sẽ xoay quanh cái chủ đề, cái concept của tụi em để nó không bị đi xa quá ha. Chú ý cái này nha. Rồi trong quá trình mà coi như là N1, 2, 5, 6 mình có luôn rồi thì các bạn có thể phân luôn các team leader nha. Mình phân luôn bạn nào chịu trách nhiệm về PR, bạn nào chịu trách nhiệm về sân khấu, bạn tự phân với nhau luôn bây giờ nha, để bạn chuẩn bị bạn bạn lên kế hoạch đó. Thì bạn nào mà chịu trách nhiệm về sân khấu là bạn sẽ bắt đầu viết kịch bản, hiểu không? Và cũng cô cũng khuyến khích các bạn nào đã từng diễn ở trên sân khấu rồi thì các bạn sẽ có nhiều cái idea hơn đó, bạn cảm được sân khấu thì bạn sẽ làm tốt hơn đó. Rồi bạn nào bên nhóm hậu cần thì mình tự mình phân công thành một cái danh sách đó, vì cái danh sách này thì sau này phải đưa cho quý thầy cô chấm điểm mới vào điểm phần trăm cho các bạn được đó. Thì cái này các bạn cứ làm danh sách trước đi, xong tới vừa đó các bạn nộp danh sách cho mấy thầy cô đi đi chung để mình biết ha, để mình chấm điểm. Rồi cô cho em hỏi là mỗi team là gồm bao nhiêu bạn, ví dụ như là team hậu cần hay là team sân khấu là gồm bao nhiêu bạn đó cô? Rồi N1, 2, 5, 6 thì chia giùm cô nha. Bạn nào thứ nhất là mình đi từ nhỏ trước, từ ít cho tới nhiều, thì cái team mà ít không cần nhiều đó là team tài chính. Các bạn sẽ có ví dụ như là mỗi lớp chúng ta cử một người đi, đúng không? N1 cử người, 2 cử người, 5, 6 mỗi lớp cử người, chúng ta sẽ làm một cái team gọi là team bên tài chính nha. Thì 4 bạn đại diện cho 4 lớp, chúng ta sẽ nắm được tình hình chi phí cũng như lúc mà mình gom quỹ để mình làm thì đại diện mỗi lớp nó sẽ hay hơn. Rồi như vậy team tài chính là 4 người nha các bạn. Lớp trưởng của 4 lớp ghi chú lại cho cô và mình tự mình phân, mình đưa cái cây vote ra, xong cái bạn nào thích cái nhóm gì các bạn add vô ha. Đây là 4 người rồi, xong rồi tụi con chia ra luôn đó. Team tài chính, team PR, tức là PR kỳ này tụi con không cần tạo base hay gì hết, thì PR này sẽ khoảng chừng tầm khoảng chừng 10 người đổ lại nha, 10 người đổ lại. Thì trong đó mấy bạn này sẽ chịu trách nhiệm là design, bạn nào mà design thiết kế sẽ vô nhóm PR này đó. Rồi đón khách, hiểu không? Đón khách ở những vị trí, thì vị trí nào thì tới cái lúc mà mình đi khảo sát cái venue ngay chỗ đó, thì em sáng đó thì cô có hỏi ở bên khoa rồi, thì tối đó mình làm sự kiện, thì sáng đó là chúng ta không có học gì hết ha, chúng ta dành thời gian để chúng ta tập, thậm chí là tối đó tới Đà Lạt luôn. Thì chúng ta như giống như là tối hôm nay đi thì hầu như tối hôm qua đã tới Đà Lạt rồi, các bạn hiểu không? Cho nên là mình đã có nhiều thời gian để mình tập chương trình, để mình đi khảo sát cái sân khấu, địa điểm, để mình phân công vị trí nó sẽ phù hợp hơn đó, nó sẽ phù hợp hơn. Rồi nhớ giùm cô cái này ha. PR sẽ phân công vị trí đón khách rồi, với lại in ấn các kiểu, phải không? In ấn rồi đem cái stand đi để mà dựng đó. Rồi PR muốn trang trí thêm cái gì đó để cho sự kiện mình đẹp hơn thì là mấy bạn PR sẽ chịu trách nhiệm đó. Về cái hình ảnh của sự kiện là PR sẽ chịu trách nhiệm đó. Khách khứa, design và cameraman, người chụp hình, đúng không? Camera đồ phải có người chụp hình, quay phim. Bên ngoài thì người ta thuê hết, nhưng mà ở đây lớp mình tự làm cho nó đỡ tốn tiền. Quay phim là quay phim, ở đây là mình, bạn nào có được có máy cơ thì có, không có là thôi, mình dùng máy của mình, nhưng mà máy phải tốt chút để mình recap lại cái clip, nhớ không? Mình recap lại cái clip đó, nó là như vậy, để mình gửi về cho khoa là cái clip mà cho chuyến đi sự kiện của mình. Rồi khoảng tầm 10 người đổ lại ha. Rồi bắt đầu tới team sân khấu. Chầm coi như là nếu mà đi hai chuyến, coi như hai xe tầm khoảng chừng 80 bạn, đúng không? Và cô cho là 80 bạn đó. Thì 80 bạn như vậy thì chúng ta chia dư, đúng không? 10 người PR nè ha. Rồi ở trên sân khấu là ví dụ như
tùy theo cái kịch bản, với cô nói các bạn phải có kịch bản, cho nên dựa kịch bản đó các bạn mới cần nhân sự bao nhiêu, múa bao nhiêu người đó, ví dụ vậy đó, các bạn mới cho mọi người tự tập lên từ bây giờ để tập lai rai từng tiết mục trước đi, chứ không thôi mốt không có kịp. Nhớ nha, từng tiết mục nó khác với lại tổng giờ đó. Dù múa cái bài đó thì các bạn phải có biên đạo múa, các bạn phải tự dựng múa hay gì, các bạn phải tập tháng mới biết múa, chứ đâu phải là tập 2-3 ngày biết liền, mình đâu phải là dân chuyên nghiệp đó. Như vậy thì là khoảng chừng 20, hiểu không, sân khấu là 20, 20, 30 đó đó, cho nên là còn lại bao nhiêu thì chúng ta cho hậu cần, nói chung là hậu cần bao nhiêu người cũng được, hậu cần với sân khấu xe người với nhau. Ví dụ sân khấu cần 35 cũng được luôn. Đó. Đó, hậu cần ít lại. Thì nếu mà hậu cần nhiều hơn mà sân khấu ít quá thì các bạn, cô sợ là chương trình mình nó sẽ không có đẹp, cho nên là các bạn tập trung dồn lực hết cho sân khấu. Người người miễn sao là đáp ứng được cái kịch bản của em. À, cô không có đặt nặng là phải team này team kia nhiều hay ít gì, nhưng mà miễn sao nhân sự đáp ứng được cho kịch bản của em là ngon nha. Cho nên đôi khi là mấy bạn biểu diễn là vô team sân khấu hết luôn hả cô? Đúng rồi, bạn nào mà tham gia biểu diễn hát hò thì mình nhào vô team sân khấu để mình tập, hiểu không? Mình tập, mình để ra chương trình về nhạc, beat, âm thanh, tất cả mọi thứ đó. Tuy nhiên rảnh á, thì qua phụ, hiểu không? Rảnh qua phụ PR mà cần làm gì á, thì mình phụ thôi, như cái chính của mình là team sân khấu. Cho nên là các bạn có thể phụ lẫn nhau được hết. Ví dụ như là kỳ này tụi em có tặng cái quà kỷ niệm cho 80 bạn của mình trong chuyến đi cho nó đẹp hơn bằng handmade, ví dụ vậy đi. Thì các bạn bên hậu cần cần cái lực lượng để mà làm phụ, thì các bạn sân khấu rảnh thì cứ phụ, hoặc bạn PR rảnh thì cứ phụ nhau. Nhưng cái chính là nó phải xong. Đó, thì cái này là cô muốn các bạn tự chia xong rồi tự hô hào hỗ trợ nhau. Đó, thì mình có 4 cái vị trí như vậy, thì mỗi vị trí là các bạn phải có một cái người leader để dễ làm việc, hiểu không? Phải cái người leader đó sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả mọi thứ. Đó. Như vậy tóm lại một cục nha, là các bạn chia từ bây giờ cho cô, chia từ bây giờ cho cô, để cô ghi chú, đâu có phần ghi chú đâu rồi ta. Rồi, rồi, tính nha, để cô share này. Rồi. Bây giờ ghi chú nè. Ví dụ như ha, phải có một ông gọi là ông chịu trách nhiệm nha. Đây cô tập cho các bạn làm. Chứ bây giờ mà các bạn tự phân chia nhau là ai chịu trách nhiệm thì, hoặc là ai đứng ra tổng dợt lại hết, hiểu không? Ai đứng ra xem lại hết thì mình không có người thì nó cũng không được. Mà thầy cô thì không có thể làm vị trí này được, tại vì các bạn này thi mà, thì các bạn phải cho cô là trưởng ban tổ chức nha, một bạn nó gọi là trưởng ban tổ chức. Đó, đánh cái này thấy ghê quá, để cô đánh text ok hơn. Rồi, trưởng ban tổ chức nha. Thấy không, thấy là mình phải ghi tay ra mình làm gì đó. Mở cái Zoom lên là phải mở cái việc UDK nọ kia, nó có bước cô phải ghi chú, mà cô ghi gì mà cô còn quên á. Trưởng ban tổ chức nha. Rồi, tụi con phải bầu ra một bạn là trưởng ban tổ chức nè. Đó, là thầu hết chương trình thì bạn trưởng ban tổ chức này nè. Đó, là sẽ chịu trách nhiệm, rồi cũng như là có gì là nói bạn này. Bạn này cũng nặng lắm á. Rồi, nhưng mà bạn mà chịu đứng ra thì nhiều khi em học sẽ được rất nhiều cái. Rồi, trưởng ban tổ chức xong, tụi con ở đây ha. Tụi con sẽ có team leader. Được chưa? Team leader nhóm team PR. Rồi, team leader của PR nha. Đúng ra tiếng Anh nó gọi là PR team leader thì nó mới đúng. Đó, chữ PR nó phải làm sao. Rồi, ok ha. Rồi, PR team leader. Rồi, ở đây là tài chính. Đó, leader team tài chính. Nhớ ghi chú lại rồi tự phân nha, cho nó xong. Rồi,
Team tài chính này là cho cô khoảng mỗi lớp một bạn nha, mỗi lớp một bạn. Bắt đầu cái hậu cần. Hậu cần. Đó. Cũng có một anh team leader trong này luôn. Rồi. Nha. Rồi và anh cuối cùng là anh còn nhiều người cho lên sân khấu hết. Sân khấu. Đó. Bạn nào mà có khiếu cái gì mà trên sân khấu là gom về đội này hết. Hậu cần team leader. Dạ. Rồi. Cô không sửa được cái này. Rồi các bạn hình dung ha. Rồi. Đó, 1 nhánh, 2 nhánh, 3 nhánh, 4 nhánh. Rồi như vậy thì sẽ có một ông thầu đúng không? Xong cái 4 team leader, sau đó các bạn chiêu mộ member vô, thành viên ở đây. Đó, thành viên của mình ở đây, thành viên mình ở đây. Rồi, ha, đó là cách chơi là như vậy. Trưởng ban tổ chức này tụi em có thể nếu mà bận quá ha, tụi con có thể cử ra thư ký hoặc gọi là phó ban tổ chức, hiểu không? Đó, phó nha. Tại vì làm sự kiện á nó khác với môn thực hành khác, làm sự kiện phải có những người đứng chịu trách nhiệm thì lúc có chuyện thì không ai đùn đẩy cho nhau được. Đúng không? Cho nên là phải có một phó ban tổ chức cho cô. Đó là nếu tụi con thấy quá nhiều việc. À, rồi được chưa? Rồi, hoặc là thêm những gì đó thì tụi con cứ tự phân thì phân nhau để chi? Để mình tập cái thông tin như thế này, ví dụ trưởng ban tổ chức là phải nắm hết, phải biết PR luôn, phải biết tài chính được nhiêu, rồi phải biết hậu cần là đang làm gì, sân khấu làm gì. Thấy chưa? Đó, thì các bạn ban tổ chức này nè. Ví dụ như là cần PR design hoặc là bạn trưởng ban tổ chức này quăng cho cô cái design thiết kế vậy vậy đi. Thì lúc đó là cô nói em ơi, em sửa lại này này đi, thì chỉ có bạn trưởng ban tổ chức nhận cái thông tin từ cô thì bạn trưởng ban tổ chức sẽ chia sẻ lại với bên team leader của PR là PR sửa lại giùm này, thì team leader PR mới chuyển xuống cái bạn thành viên nào mà design á. À, là sẽ nghe được và coi như là chỉnh sửa. Tại vì tụi con phải chơi theo đường dây, cái này xong rồi mới tới cái member thì nó thông tin nó sẽ không bị đi lạc, hiểu không? Và nó có khoa học. Chứ ở đây trưởng ban tổ chức không kêu đại sẵn mấy bạn ở dưới này, đó là nó sẽ không hợp lý. Tại vì còn mấy bạn đây chịu trách nhiệm nữa, rồi mặt mũi các bạn nãy đâu, hiểu không? Ý là như vậy á. Cho nên chúng ta chỉ chơi theo cái level từ trên xuống dưới. Để chi? Để cái thông tin không bị lạc mất. Thì ở đây có một vấn đề, nhiều khi các bạn trưởng ban tổ chức nhận cái thông tin gì đó mà truyền xuống nó không đúng, hiểu không? Mà nó lại nhiều khi các bạn truyền không thực tế thì nó sẽ đâm ra là mấy bạn member này nó bị loạn tin luôn. Cho nên các bạn member này cũng chỉ nghe cái team leader của mình thôi, hiểu không? Đó, nghe cái team leader để mình biết được thông tin nhẹ vậy. Tuy nhiên thì các bạn khi mà tất cả các bạn này ha, tất cả các bạn này nè, khi mà có full thông tin, ví dụ design cô duyệt cái design đó rồi, thì các bạn phải biết nổ ra trong cái group chung của mình để các bạn member cùng nắm hết, đúng không? Ví dụ như kịch bản sau khi cô duyệt xong, sửa cái này sửa gì đó, thì các bạn cũng phải thảy cái kịch bản final cho các member của mình, ai cũng phải biết. Tại vì lúc đó nếu sự kiện diễn ra mà ví dụ như thầy cô hỏi bất kỳ bạn nào là em ơi, tiết mục em đang làm gì, rồi em ở vị trí nào, mà mấy bạn member không trả lời được là cũng không có điểm á, đúng không? Cho nên là tụi con ráng mấy cái này để cho nó chặt. Đó là nhiều khi team leader thì cũng biết lắng nghe member, và đằng ngược lại member cũng lắng nghe team leader giùm, để tránh mấy cái xích mích mà nó không hay. Thì kỳ này á, sự kiện của tụi con gala dinner nó chỉ tập trung khoảng 80% trên sân khấu, ở dưới là đồ ăn thức uống là có nhà hàng họ lo rồi,
Con tập trung 80% sân khấu, còn 20% là bao gồm là các bạn sẽ đứng đón khách, via đón khách. Đúng không? Đón là đầu giờ thôi. Và cuối giờ thì mình bye bye tạm biệt. Mình tự mình là khách với nhau mà. Đó. Và phải có người đứng tổng đầu giờ cho nó hay chút. Đó. Rồi tài chính thì cũng phải trong suốt quá trình diễn ra sự kiện mà chi nhiêu thu nhiêu ghi lại hết. Đúng không? À, để cái tính toán lại cho nó chính xác. Không? Rồi, ví dụ hiện tại hậu cần á, sẽ chạy gì đi. Nhưng mà trong lúc diễn ra sự kiện hậu cần sẽ là khách. Lúc đó lúc diễn ra sự kiện thì thường hậu cần ít làm lắm. Hậu cần là làm before nhiều, cái after nhiều. Chứ còn during sự kiện, trong sự kiện á, thì là thường là team tài, team performance, team mà gọi là sân khấu là nó rất là cực. Sân khấu là cực nhất là ở thời gian trước và thời gian trong. Bây giờ là bắt đầu team sân khấu chạy rồi đó. Em mà chạy không kịp là bữa đó là nó tùm lum. Team sân khấu mới lên chốt sớm cho cô concept, như kịch bản bắt đầu tập lai rai, đúng không? Tụi con cũng đâu có thời gian đâu, cho nên tập từng tiết một, ai mà hát đơn ca thì tự tập hát nhà. Đó, ví dụ vậy. Đó, như vậy thì ai sẽ lên lịch tập thì cái ông team của bên sân khấu này nè, ông sẽ lên lịch tập. Ông sẽ lên lịch tập. Ông nói rằng tiết mục nào tập xong, đó, là báo cáo cho tôi nè, nọ kia. Đó, báo cáo hết. Không, sân khấu cũng phải đưa ra cái timeline, tức là cái lịch làm việc. À, là mốc thời gian này, ví dụ tháng 8 sắp tới, giữa 15 tháng 8 là phải xong tiết mục gì, rồi cuối đầu tháng 9 xong tiết mục gì, giữa tháng 9 xong tiết mục gì, ông sân khấu team leader phải đưa ra lịch để mà tập cho mọi người. Ai mà làm sai deadline thì trừ điểm thôi. Không? Sai deadline mà không có lý do chính đáng thì mình cứ trừ phần trăm điểm. Cho nên thì cái này thì cô hy vọng là tụi con làm với tâm huyết, chứ cũng không phải là làm cho có, làm cho xong. Đó, thì đây là giống như cái sự kiện mà duy nhất trong 2 năm học của tụi con, cho nên nhiều khi mình làm cho nó có được một cái thương hiệu, cái brand nữa. Tại vì khi nào sau này khi xin việc làm thì cái brand mình có nói là mình đã từng tổ chức sự kiện rồi thì dĩ nhiên người ta sẽ tin tưởng hơn. Mà đã vậy các bạn mà khai thêm làm em nó nằm trong ban tổ chức sự kiện gala dinner nọ kia thì nó sẽ tốt hơn, cho nên là khuyến khích các bạn mà xung phong làm ở cái vị trí tuyến đầu gọi là vị trí tuyến đầu này đó. Và các member ở đây không phải là coi như là không có ngàn tới, nhưng mà ở đây các bạn mà xung phong tuyến đầu này á, là thứ nhất các bạn phải rảnh, thiệt là rảnh, không có làm những công việc khác mà nó gây ảnh hưởng tới cái deadline của mình đó, thiệt á. Cho nên là các bạn phải cân nhắc ha, các bạn cân nhắc rồi. Cô rất thích xung phong, các bạn cứ xung phong, các bạn sẽ được nhiều cái đó, xung phong nhiều cái. Rồi các bạn share với nhau, giúp đỡ nhau, thì các bạn trưởng ban tổ chức phải có trách nhiệm, nhiều khi phải hỗ trợ, hiểu không? Hỗ trợ bốn này luôn. Rồi training, rồi hướng dẫn này nọ kia. Các bạn tập làm. Chứ giờ giao cho lớp rồi lớp. Mà nay nếu làm thì nó không có một cái đầu mối, không thấy được. Thì cái ông trưởng ban tổ chức này là sau khi mà chốt với cô concept cái kịch bản xong ha, rồi cũng như là thiết kế các thứ, thì trưởng ban tổ chức sẽ gom lại trong một cái proposal, đúng không? Soạn cái proposal là cái PowerPoint giống vậy nè, để mà khoảng tháng 9 để lên báo cáo với cô. Các bạn, ông trưởng ban tổ chức đây nè là sẽ đại diện thuyết trình cái dự án sự kiện gala dinner của cái dòng lớp xe của mình đi. Ông này sẽ chịu trách nhiệm lên thuyết trình, mấy ông khác là sẽ hỗ trợ. Rồi, chốt vậy đó. Các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không? Có câu hỏi thắc mắc gì không mấy đứa? Không có thắc mắc thì mở mic ra nói cô ơi, em hiểu rồi. Đại diện bốn lớp trưởng nói cho cô biết, cho cô biết. Dạ, cô ơi, về cái phần mà ban tổ chức của cô thì là mình được tối đa bao nhiêu người không cô? Mấy người đứng đầu ha, mấy người tuyến đầu á,
hiểu không? Thì cô cần vậy. Ban thật ra cả lớp mình là tụi con là đều tổ chức luôn á. Đó, nhưng mà người này làm kia kia, nhưng mà phải có cái người để mà tổng kết rồi phân công rồi đánh giá, cho nên mới bầu ra cái kiểu là trưởng ban tổ chức như vậy. Nhưng mà không phải vì mình có cái mác đó rồi mình thể hiện, hiểu không, thể hiện mình là sếp cũng có đâu nha. Ở đây trên tinh thần là những người này đứng ra chịu, để chịu trách nhiệm hết tất cả mọi thứ cái này cô đó, và tụi em sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và cái brand tốt cho cái CV xin việc làm của mình. Rồi ví dụ nha, cô cần là 5 người chính này, trưởng ban tổ chức và một phó thì 6 người, và 6 người gọi là coi như có thể đôi khi chúng ta phải cực lắm đó nha. Đó, và các bạn phải biết chia việc xuống. Rồi sau đó các bạn có thể chia thêm PR team leader này á, sẽ cử thêm một phó leader, hiểu không, của PR, rồi phó leader của team tài chính đó, có mấy cái người phó này thì tùy theo sự kiện. Như cô nói là cái kịch bản như kia tụi con đơn giản quá thì mình không cần nhiều đó, nhưng mà kịch bản tụi con thấy cần hoành tráng gì ha thì cần nhiều lên, nhất là team sân khấu. Team sân khấu thì ngay cả vị trí tụi em chia ra là đã nhiều rồi, một người điều phối chương trình, một người điều phối tiết mục, điều phối các talent là các mà cái người biểu diễn á, các bạn mà biểu diễn là phải có người take care, một điều phối micro, một người âm thanh ánh sáng ở trong đó, một người hậu cần sân khấu đó, rồi gom gom lại cũng nhiều lắm á. Đó. Hầu như tụi con đều là ban tổ chức hết, nhưng mà có những người tuyến đầu để mà chịu trách nhiệm cái sự kiện này. Đó, đó là như vậy. Cho nên thì tùy tụi con thấy mà cần người phụ thì có thể add thêm. Ở đây cô không muốn tụi em phân biệt là cái vị trí cao thấp, cô không muốn tụi em phân biệt kiểu đó. Nhưng cô muốn tụi em phải có người đứng ra để trả lời cho cô thôi. Hoặc là thầy cô hỏi cái gì, đúng không? Là có người đúng chịu trách nhiệm để nói giùm. Đó, chứ hầu như tụi con là chúng ta đều sòng phẳng như nhau. Tuy nhiên cô thấy cái nào không được thì khi các bạn team leader đại diện chuyển xuống là sửa lại đi, đúng không? Thì bạn đó phải nghe lời, đúng không? Đó là cái mà cô cần ở đây. Còn ban tổ chức thì chính xác là cô cần 6 bạn như thế này. Nhưng mà chương trình em lớn, chương trình em cần những cái phụ này nọ kia thì các bạn có thể mời thêm bạn làm thư ký cho mình hỗ trợ. Đó. Mà thật ra cô thấy mấy dòng lớp trước thì hầu như là cử một người team leader PR thôi, là hầu như các bạn còn lại là làm chia việc ra lập hết, không ai rảnh đâu, không ai rảnh đâu. Đó, cái này là sân khấu con tập trung 80%, cho nên là cái phần nhân lực sân khấu nó rất là đông, người chịu trách nhiệm múa hát cái nọ kia thì có thể là cho phó leader của team sân khấu ra, đúng không? Nó là như vậy. Được không Thảo? Dạ được cô ơi. Con có câu hỏi thắc mắc gì không? Rồi, không có câu hỏi thắc mắc thì cô có hứa là hôm nay cô sẽ share cho tụi con về cái event online là gì. Như vậy chốt lại tụi con ghi chú cho cô nhé. Cô không cần biết là tụi con tháng 1 đi thì mình biết rồi, nhưng mà nhiệm vụ của cô là phải kiểm tra tụi em. Thì bây giờ ha, cái tuần từ 15 tháng 8 á, là tụi con phải confirm cho cô. Một lát chiều nay, lát xong mình sẽ tạo group của cái xe của mình đi ha. Rồi 15 tháng 8 là báo cho cô kết quả concept của tụi em làm cái gì. Được chưa? Xong rồi cô cho tụi con đầu tháng 9 báo cáo cho cô về kịch bản. Được chưa? Kịch bản của cái phần mà mình đi như vậy á, là khoảng 1 tháng 9 báo đi. Song song lúc đó là khoảng 15 tháng 9 là cho cô thấy cái nhận diện thương hiệu á, qua cái design backdrop, background nọ kia đó, ba cái đó cô cần. Rồi, để mà ok các bạn bỏ vô slide bao bao là vừa, thì có thể cuối tháng 9 là cô tổ chức thuyết trình báo cáo hết tất cả các xe, phải lên present lại cái đề án của mình. Đó. Tại vì cô phải duyệt từ tháng 9 thì á,
còn nộp cho khoa nữa, khoa góp ý các thứ, thì bắt đầu là 15 tháng 10 là tụi con vô tập dượt, hiểu không? Hoặc là 1 tháng 10 tụi con tập dượt. Tại vì được cô duyệt thì tiết mục đó ok con mới dượt, chứ đừng dượt trước khi không biết có được hay không. 1 tháng 10 tập nó nhìn như lẹ lắm, tháng 10, 11, 12, có 3 tháng tụi con tập. Đúng không? Đó, mà tiết mục mà đông đông nọ chưa, tụi con phải hẹn nhau rồi đi tập, rồi cũng phải làm đơn xin duyệt phòng. Như vậy thì các bạn leader đó sẽ có trách nhiệm là đi duyệt phòng này nọ kia, đi xin phòng để mà tập á. Rồi nhiều khi mấy bạn leader bận thì được phép cử member của mình ha, ở dưới để mà lên xin, đúng không? Rồi ai đó viết văn bản để mà xin mượn phòng tập dượt các thứ, các bạn tự chia việc với nhau, ai cũng có việc hết. Bạn nào không có việc thì chúng ta tự đưa tay lên xin phép em cho tao việc làm, tại vì nếu không làm là không có điểm được. Rồi. À, nhớ ghi chú lại nha. Rồi. Event online nó là cái gì? Rồi. À, lần trước cô có dạy một lớp và các bạn đó làm cho cô một cái online event này. Online thì có nghĩa là trực tuyến, có khách xem trực tiếp luôn. Tại vì online bây giờ nó có nhiều nghĩa lắm. Cô với các bạn từ khắp nơi đang học như thế này cũng gọi là online nè, đúng không? Đó, rồi online dạng gì nữa, nó nhiều dạng lắm. Có nghĩa là em mượn một cái phòng nào đó em quay xong em livestream lên, nó cũng là online đó, đúng không? Thì cái event mấy bạn đây làm là cái concept của mấy bạn đó là chủ đề đó là làm sao để trở thành YouTuber, cái concept á, how to be a YouTuber. Còn cái tên sự kiện là mầm mơ, được chưa? Rồi, và có mời diễn giả là Dustin Nguyễn. Cái này năm lúc mà đợt dịch đợt một đó là các bạn phải làm online này, Dustin Nguyễn nha. Thì lúc đó các bạn biết là nó có những cái này, tụi con ghi chú lại nha. Chứ cô giảng mà tụi con không ghi chú thì phí, tại vì mặc dù nó là chuyên đề nhưng mà mấy mốt công ty của tụi con cần làm mấy cái sự kiện online này phải biết. Sự kiện ở trong công ty mà online thường người ta sẽ chơi cầu truyền hình qua Zoom à, đúng không? Rồi qua cái gì ta, qua tự nhiên quên, qua Zoom rồi qua bên Skype đó, mấy cái đó. Rồi tụi con chú ý nha, làm sự kiện online nó có những chú ý như sau. Đầu tiên nó gọi là cái concept, rồi rồi mấy cái kịch bản rồi cái đó là của offline, nó giống, nó được áp dụng vào online y chang luôn nha các bạn. Tức là các bạn muốn có online thì các bạn cũng phải có concept, có kịch bản, rồi có design thiết kế y chang luôn nha. Nhưng có cái là nó chuyển qua dạng trực tuyến. Thì cái trực tuyến nó khác với cái gì? Thứ nhất là đầu tiên em phải có platform. Không biết tiếng Việt là cái gì? Platform. Tức là một cái nền tảng để mình show ra, mình diễn ra cho khách coi á. Ví dụ nè, cô với các bạn đang học quá gì các bạn? Zoom. Như vậy Zoom là cái platform. Hiểu không? Như vậy các bạn nhìn cái sự kiện này được chưa? Đố các bạn này làm trên platform nào? Thấy rõ không? Thấy dòng chữ ghi á. Các bạn nào mở mic YouTube. ra nói. Dạ Chào YouTube. con. Ờ đúng rồi, YouTube đó. YouTube có mấy đứa. YouTube nó có một cái nó có cái nút livestream luôn. Như vậy thì các bạn đó dùng platform là YouTube
Vậy lúc mà khách mà mua vé vô á thì khách sẽ được một cái đường dẫn để vô thẳng cái YouTube này coi luôn. Đó. Ngoài ra cái platform gì các bạn thấy nè, ngoài YouTube ra chúng ta còn có thể livestream lên chỗ nào nè. Nói cô nghe nữa rồi. Nãy là YouTube nè, này Zoom nè, ngoài ra chúng ta còn có thể livestream vô qua cái kênh nào. À, cái platform là kênh, đúng rồi. Mình dịch tiếng Việt là kênh, qua kênh nào nữa? Rồi con TikTok. nghe thấy. À, TikTok nè, đúng rồi, hoặc là Facebook. Đúng không? Đó. Facebook mà tụi con hay thấy là livestream bán hàng nọ kia đấy, đó 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 là những cái platform, những cái kênh để giúp cho cái sự kiện online nó lên. Tuy nhiên có rất nhiều platform, nhưng cái platform YouTube, YouTube này là bền nhất, nó lâu được. Bạn bạn biết một sự kiện nó 3 tiếng mà, hoặc là 2 tiếng rưỡi trở xuống nha. Cho nên em thấy Facebook có bao giờ mà livestream đến 2 tiếng mấy được, khó. Cái đường dẫn nó sẽ giật 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 và phải trả tiền nó mới cho live lên đó. Cho nên thì hiện tại bây giờ thì các bạn đang dùng YouTube nhiều lắm ha, để mà chiếu lên và nó ổn định và cái tính bảo mật rất cao. Trên Facebook em live lên đi, ai mà hack được, dễ hack lắm đó. Nhưng mà cái YouTube thì rất là khó hack, tại vì một một cái email vô ha. Ví dụ nha, cái Zoom này nè, cô đang dạy tụi em, cô vô được 2 account, cô vô được 2 account luôn. Nhưng mà trên YouTube thì khi mà bán vé xong, cô cho em cái đường link đó, thì mỗi cái email của một của em là chỉ vô thôi, em cho người khác vô cùng một lúc không được, không bao giờ được. Đó, thì nói về tính bảo mật thì hiện tại nha, cô thấy là YouTube là ok, ổn định nhất nha. Còn Facebook thì nó sẽ không không ổn định đâu. Nó 30 phút thì ok, hoặc 45 phút thì ok, chứ còn dài, em thấy cái clip này đã đến 2 tiếng đồng hồ là nó ấy lắm rồi. TikTok thì nó còn ngắn nữa, đúng không? Rồi như vậy thì tụi con phải chọn một cái platform nha. Zoom cũng được, các bạn biết Zoom ở đây ha, các bạn vào các bạn live giống vậy nè. Của bộ xài miễn phí hả? Miễn phí họ chỉ cho em khoảng chừng 45 phút thôi. Google Meet cũng được nè, đúng không? Một cái platform nữa là Google, Google Meet á. Nhưng mà free, xài free thì tiền nào của nấy, người ta chỉ cho em khoảng 45 tiếng đồng hồ là ok, chứ người ta không cho long time được. Đấy. Mà bây giờ mà long time thì phải trả tiền. YouTube thì hay được đó, nó không lấy tiền, hiểu không? Zoom này là lấy tiền nè. Trường mua cái account này để dạy cho tụi em là trả tiền nhiều lắm á, nó mới cho lâu như vậy và cái số lượng khách lớn như thế. Và đặc biệt là khi mình trả tiền á, thì là mình có thoải mái, mình cho khoảng 500 khách vô cũng được. Sự kiện online thì nó không giới hạn khách, nhưng mà mình phải trả tiền cho cái account này họ mở ship ra thì em mới thu được nhiều khách. Còn mấy cái Zoom mà xài miễn phí á, là cho khoảng mấy chục khách thôi, 100 khách vô là lắc liền, là bị em bị dăng ra liền. Em xài mình xài đồ trả tiền mà nó còn dăng ra huống chi, đúng không? Đó, tại vì cái mùa này online mà mạng mà không bao giờ stable bây giờ ấy được. Mày đầu tiên tụi con phải chọn platform, còn chiếu lên. Thứ hai là muốn có, nó có platform rồi mà giờ không có cái gì để nó show lên, không có camera show lên thì cũng không được, đúng không? Cho nên bắt buộc tụi con phải có một cái đội ngũ gọi là ekip quay phim chụp hình, ekip livestream nha, ekip mà để mà chuyên live thôi. Ekip quay phim chụp hình thì chưa chắc họ biết live lên, họ chỉ quay hình lên xong họ recap lại, họ làm lại edit lại. Nhưng cái đội ngũ mà để mà làm event trực tiếp là công cụ đi theo của nó là cả một xe tải, chứ không phải mình lấy điện thoại mình live lên đâu nha. Điện thoại live lên là cái đó là chơi chơi là bèo bèo ha. Nhưng mà để mà nó stable giống như cái clip này nè, tôi đang chuẩn bị chiếu cho tụi con coi, là một cái ekip làm trong một cái trường quay studio, phải có một chỗ quay nữa các bạn. Studio
Trường mình cơ sở 1 có cái studio quay đó. Đó, nhưng mà cái ekip mình không có đội ngũ ekip quay mà ấy, cho nên là em chỉ thấy là nó đơn giản để mấy thầy share một cách thấy đơn giản rồi làm cái màn hình ảo là sao. Mà đúng là nghĩa livestream mà xịn đó là họ phải đội ngũ ekip ha, thì đội ngũ nó như thế nào cô mới kể cái này nghe hết hồn nha. Làm event online nó mắc tiền hơn offline, mắc tiền ở cái đội ngũ ekip này nè, livestream nó có nhiều máy móc nó đi theo. À, họ phải có ba máy con à, cái sự kiện này là các bạn phải có ba máy con, là ba máy quay cơ nha, quay video mà nhỏ 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 được chưa, gọi là máy cá nhân rồi. Ba máy con, một máy tổng, có nghĩa là cái máy tổng này là cái máy live lên hiểu không, gọi là máy trộn, tức là nó thu hình của ba cái máy con lại, cái nó lấy nó chắp ghép cái hình này để nó đưa phát sóng lên. Thì ở bên ngoài những sự kiện lớn như World Cup hoặc là Thế vận hội Olympic vừa rồi bên Nhật, là các bạn biết cái máy con nó nhiều lắm, và cái máy con càng nhiều thì máy máy trộn máy tổng càng mắc tiền càng khủng khiếp, nó mới thu được hết hình của mấy chục máy lại. Nó live lên đó, nhạc nhiếc gì nó cũng thông qua cái máy trộn này hết, nó mới đưa lên được. Mà cái người chỉnh máy trộn này cũng phải giỏi, nên tụi con thích mấy cái mảng này, con học thêm mấy cái mảng media này, phim ảnh mấy cái clip này thì nó sẽ có giá trị sau này để làm hỗ trợ bên marketing nhiều đó. Cái ông mà chỉnh máy tổng nữa là xịn nữa, bậc thầy, có nghĩa là cái ông làm event online này đó là đó là thầy dạy mấy bạn này nhờ luôn nè. Rồi có ba máy con rồi, một máy tổng rồi, cũng có cái laptop giống mình đi trang như vậy luôn để mà thu mấy cái beat nhạc. Sự kiện tụi con cũng phải có cái người trực ở quầy âm thanh đúng không, tới nhạc gì nhạc lễ gì phải có cái nhạc đó lên, thì mình phải là người soạn ra, chứ bên ekip đó đâu, ekip đó chỉ là nhân lực để đi hỗ trợ live lên thôi. Thì tụi con cũng phải soạn ra mấy cái beat nhạc, thì mấy cái beat nhạc này nó sẽ được cắm thông qua cái máy trộn này. Cái là laptop này tụi con có máy beat nhạc, nó sẽ thông qua cái máy trộn, thì tới nhạc gì nó chiếu lên đó, thì các bạn sẽ nghe cái nhạc này ha, các bạn sẽ thấy là nhạc này nó từ cái máy trộn nó phát ra. Nhạc đầu giờ có nghĩa là khách họ check in đó, họ vào thì đầu giờ các bạn để cái màn hình, để cái background này cho khách chờ dẹp luôn cái tư tưởng này đúng không đó, chờ là cái background. Thì các bạn biết rằng cái nhạc bạn nghe thấy gớm lắm, tại vì sao, khi up lên YouTube bị một cái là nó đánh nhạc bản quyền. YouTube không cho bất kỳ một cái nhạc nào mà mình lấy của Sơn Tùng hay gì để mình làm event online được hết, mà gọi là livestream được hết à. Cho nên là bắt buộc các bạn này phải chọn cái kho nhạc mà YouTube cho phép. Các bạn đừng tưởng up lên YouTube mà các bạn lấy một bài hát nào đó nha, lên cái là nó bán bản quyền đó. Nên làm online nó cái khó khăn cái là nó hay bị đánh bản quyền, nó ngưng luôn các bạn, Facebook là nó đánh bài Facebook luôn á. Cho nên là phải cẩn thận, phải cẩn thận. Ví dụ phát từ YouTube ra luôn, phát từ YouTube ra thì được, có nghĩa là em lấy luôn cái phần bài hát của ví dụ Phạm Hồng Phước đi, Khi Người Lớn Cô Đơn đi, thì em lấy luôn cái sụt trên YouTube em mở xong em live lên thì ok nha. Nhưng em down nhạc xuống á, em down nhạc xuống cái máy với em xong phát lên lại thì nó không cho. À, lưu ý cái này, lưu ý cái này. Rồi, online này chỉ bị đánh bản quyền. Rồi, cho nên em nghe nhạc thấy gớm lắm. 1, 2, 3, 4, testing. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1, 2. Rồi, chuẩn bị lên. Chưa là cái gì vậy?
cái tiết mục đầu mở màn mà, hiểu không? Mở màn để dẫn vô câu chuyện của mình. Cái này là video đã quay từ trước và đang trở thành content creator với thành lập một trang YouTube thì phải làm sao ta? Rồi làm vậy mất bao nhiêu thời gian? Rồi có gặp khó khăn gì không trời? Sao mà phải buồn? Ước mơ trở thành content creator mà không biết bắt đầu từ đâu chứ gì? Sao biết? Dễ ợt à. Bằng cách nào? Bằng cách tham gia ngay talk show mộng mơ chứ sao? Đó, mình coi live là mình thấy cái này luôn. Chỉ cần mua vé và tham gia ngay talk show online mộng mơ, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe thông tin, cách thức để trở thành một content creator từ những diễn giả có kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực này. Song song đó là những tiết mục vô cùng thú vị đang chờ đón bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể nhận được những món quà vô cùng hấp dẫn từ phía chương trình. Các bạn hãy nhớ, talk show Mầm Mơ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2020 tại kênh YouTube Live của Mầm Mơ. Và để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn hãy ghé vào fanpage Mầm Mơ nhé. Mầm Mơ, sáng tạo nội dung theo cách của bạn. Các bạn và talk show rồi, Mầm Mơ của chúng ta sẽ bắt đầu. MC, nè, tụi con thấy ha, đây đã bắt đầu vô, đó studio đang quay cô này á. Đó là lúc đó tất cả người nào mà chịu trách nhiệm ở cái sân khấu để mà quay á là im lặng tuyệt đối luôn, đúng không? Lúc bây giờ là tốn người lắm á, quay online là tốn người lắm á, tốn cái người mà sân khấu trực ở cái sân khấu quay, đúng không? Rồi tốn một cái người mà đứng kế bên cái ông mà máy trộn á, cái máy mà gọi là nó là máy tổng á, để mà chi, để chỉ dẫn là chị lấy cảnh này, lấy cảnh này, bỏ cảnh kia. Nè, các bạn sẽ thấy lúc thì quay zoom cô này, lúc thì quay full, thì nó do những cái máy con, hiểu không? Máy con họ tự họ phân công nhau. Và em thấy là khi mà mình làm online nó khác với offline nữa, là đặc biệt trang phục và make up của mấy người mà diễn online phải thật là chuẩn, tại vì thông qua một cái ống kính, thông qua màn hình nó khác lắm. Em mà không make up hay cái gì cũng ấy. Và MC á, là cũng phải hỏi MC, là mình phải hỏi là những MC mà đã từng biểu diễn trước ống kính chưa. Có những MC họ chỉ quen làm offline thôi, nhưng MC mà chưa bao giờ làm online thì họ sẽ không có biết cách tương tác với ống kính. Cô này là MC trên đài truyền hình á, cho nên mời chị xuống để mà chỉ dẫn cho mình. Cho nên các bạn thấy cái phong cách của khác và của make up đậm lắm á, mà lên màn hình mà em thấy nó vậy, make up rất đậm luôn. Cho nên là khi mà diễn mà trên sân khấu mà nó không có gì hết là fail trong một ít phút nữa. Vì vậy các bạn hãy kiểm tra xem đường truyền ở đây á, nó như cái này hay lắm. Cô này cổ được treo một cái mic ở ngay áo và cái mic này á, nó không phải là mic lúc mà giống như trong cái lớp học là mình nói nó vang ra âm thanh, mà cái mic này mình nói ra nó không có nghe tiếng vậy, nó giống như mình đang nói chuyện bình thường nè, như cô các bạn nói nè. Nhưng thật ra cái âm thanh này nó đã thông qua cái máy trộn, mà máy trộn nó phát ra như vậy. Các bạn hiểu ý đồ ha. Rồi thậm chí là các bạn bên đây giỏi đến nỗi mà làm ra cái lower chart, có nghĩa là cái phần mà chỉ dẫn như nè. Em thấy ở dưới không? Hồng Loan host nè, thấy không? Đó. Tức là có một cái phải tạo ra cái này thì ông máy trộn ổng sẽ cho hiện ra. Ồ, khó lắm nha. Cho nên là các bạn mà đi bữa đó, các bạn mà nghiên cứu, các bạn mà học như cô môn này thì các bạn học bên truyền thông, các bạn nghiên cứu được cái này nên các bạn mới làm được. Chứ cô này ra thì đâu biết cô này tên gì. Đó, phải tạo ra một cái cây chú thích. Rồi. Đường internet của mình đã ổn định hay chưa để chúng ta có thể thưởng thức trọn vẹn buổi talk show ngày hôm nay. Em thấy không? Nó sẽ có một cái máy con thứ hai, nó quay toàn cảnh, hiểu không? Đó. Máy hồi nãy máy zoom, máy này máy thứ hai. Đó. Rồi đây là các bạn tiết mục đầu giờ nè. Anything baby can you handle it?
nếu mà có máy con, có nhiều máy á, họ sẽ zoom từng cái khuôn mặt của diễn viên. Và đây là cái sân khấu gì mà bạn không phải nhận về một cái khoản tiền lương trong tài. Thấy chưa? Thì anh Dustin này với lại cô Loan này là đã được ban tổ chức yêu cầu là mặc cái trang phục nó phải theo màu concept luôn. Ra được cái màu hài hòa như vậy. Này nói thêm cho tụi con, nói là tụi con làm cho công ty mình thì mình có thể mình biết là mình hướng dẫn cái màu và đặc biệt cái backdrop nó đẹp, nó rộng, nó full luôn và mình phải canh màn hình ghê lắm. Thậm chí cái ghế salon ở đây nè là mình giống như mình thuê cái ghế salon nó phải theo concept, theo màu chủ đạo, màu trung tính á, rồi nó phải thấp để mà người ta ngồi, người ta không che cái chữ, đúng không? Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là chi tiết. Các bạn làm như thế là quá giỏi, rất là chi tiết. Sự kiện này các bạn làm 10 điểm lận. Áo, quần, tất cả các thứ rồi nó theo concept hết. Và nó đẹp, nó hài hòa. Hay là bạn không phải mua được một cái món đồ đắt tiền để đeo lên người, thì lúc đó mà nó làm cho bạn happy á, mà nó vẫn làm cho bạn happy, thì đó lúc là lúc mà bạn đã thực sự có giá trị, làm được một cái điều giá trị cho người khác. Vậy là anh định nghĩa là làm được cái gì đó giá trị cho người xung quanh của mình á. Đúng. Nó... Rồi, hiện tại ở đây cũng trên có cái chiếc Loto của mình thì người đó sẽ là các bạn người nhận được cái giải thưởng đến từ ban tổ chức và xin phép được bắt đầu. Đúng không? Và có con số quay. Cờ ra con máy còn mày ra. Và có cái máy còn nó quay zoom lại con số này. Để người ta nói mình không có giả mạo. Mày gì ra nó cầm mic, nó cầm mic giả đó mấy bạn. Nó cầm mic cho vui chứ nói cái mic này đâu có vàng ra tiếng đâu. Nói xong cái âm thanh nó truyền qua cái máy tổng ra trơn. Nó về là bài này là chương trình kết thúc. Và cái này hay cái là các bạn số số là pin original point so I'm at the water and no said. Và đây là kết thúc chuyện của Van Dustin. Để hiểu hơn về content creator, các bạn có đó, rất là hay. Như vậy các bạn sẽ thấy là một chương trình nó có tiết mục mở màn và kết thúc, các bạn thấy không? Và MC ra kết. Đó là cái cô yêu cầu các bạn ha. Đó. Có những giây phút thoải mái chia sẻ cùng với nhau. Có mấy con nó mới zoom được như vậy. Đó thì đây là live trên kênh YouTube. Còn đôi khi là live trên Facebook như trường mình hay làm thì nó có một máy thôi. Mình trường mình có một máy cho nên em thấy nó không có zoom được. Nó chỉ có một cảnh duy nhất từ đầu đến cuối. Cho nên nếu có hai máy thì cái máy thứ hai nó sẽ zoom từng khuôn mặt của thầy cô. Đó, vậy. Cỡ nào làm cũng được đó. Máy điện thoại quay thì nó có cái giá của điện thoại quay. Như vậy ở phần event online nó giống như offline, nhưng nó có thêm là có cái platform để chiếu, đội ngũ ekip và cái studio để quay. Cái đội ngũ ekip này, ngoài ra cái đội ngũ này nó có thêm một cái gì nữa các bạn biết quan trọng lắm. Có nghĩa là các bạn mà làm sự kiện online mà các bạn đến trường đi, các bạn thấy cái wifi của trường lúc có lúc không không? Đó, như vậy tụi con sẽ hay thấy là lúc được lúc không. Như thế thì cái máy chính, cái chỗ, cái hấp chính của tụi con mà cái sóng nó không ổn định đó, thì khi mà phát ra cho khách hàng thì khách hàng sẽ không thấy được. Cho nên là ở bên cái đội ngũ ekip livestream thì lúc nào họ cũng có một cái chú ý thứ tư, đó là họ có mua cái ghi để phát sóng, phải không? Wi-Fi để phát sóng lên, họ mua 5G và họ mua trực tiếp của nhà mạng luôn.
họ đem tới cái cục phát sóng đó để họ phát lên luôn các bạn, nó mới ra được như vậy. Mấy này tụi em chú ý nha, chứ không phải lấy cái wifi thường mà like lên được đâu, nó sẽ bị lắc. Được chưa? Rồi, đó là như vậy. Đây là nhiều dạng sự kiện online lắm. Em cô cho tụi con thêm một dạng nữa. Screen màn hình. Rồi, đây là những cái sự kiện ảo ha. Đó cũng không phải gọi là online hẳn mà nó ảo. Do hiện tại bây giờ người ta dịch là người ta làm sân khấu ảo. Còn tôi sẽ tắt cái camera. Thiên rồi đúng không? Hôm nay nữa mới xịn nha. Họ dùng công nghệ AR show để làm sự kiện. Em thấy mỗi lần cái máy móc nó đi không? Hàng khủng luôn, thấy chưa? Máy móc nó đi quay á. Tracking system. So as the camera moves around in the studio, you are going to be able to see that movement. It's a little too much. Bring them back down again and the studio for some very interesting effects. So, let's get started. Let's bring in a virtual set into our video wall here behind us. Here we have the Fox Sports studio. It's kind of dark. Why don't we bring up the lights in the studio? It's a little too much. Bring them back down again. And bring up lights all over the studio so we can see what's going on here. Now, we have real-time lighting in our virtual set here, so we can control the lighting effects in the virtual studio just like you would in the physical studio. So let's bring up all of those lights here. And as the camera moves around, you can see that we have a lot of movement in the virtual set as well. We call this the virtual window, and this allows you to expand your studio space back into the video wall, giving you a lot more room to work with in a limited studio environment. But this is the big AR show, so we want to have some augmented and expand our virtual set out from the video wall into the physical studio. So here we have those graphics again. Now you see these football players are photos of the football players, but we can actually have full character animations as well. In fact, we have Fox Sports' Cletus here. Cletus, where are you? Why don't you come out here and join us? He's gonna run through, smash through our video wall, walk out into the audience to say hi to everybody. Let's do that one more time. This is a real-time character animation that is rendering in real-time in Viz Engine. We can have him run through. He does a transition from the virtual environment into the physical world using the AR technology. Chris, can you do that again? Let's do it one more time here. Let's have him do it one more time. Cletus, come on out here. One more time. There we go. So, now, with sports content, you have a lot of data that needs to be visualized in very interesting ways. Wind can catch that ice and rip it off the roof of your car, just as it's doing here. And that can cause a lot of danger for the other cars in the traffic, because at high speeds, this ice that's over 100 pounds can be hitting a car behind you at 10 tons of force, causing a lot of damage. So always make sure that you clean off the snow, moist air, creating that rotation that is 2D version. Let's expand this up and take a look at how big the supercell is. And this can go extend up to 30, 40, 50,000 feet into the air. But the tornado is actually the smallest part down at the bottom and actually the most dangerous part. So let's lift this up a moment and take a look at the tornado itself. So now we have the tornado here in the studio. Now, tornadoes are formed from these supercells, but it's a combination of events that are bringing them in. So we have that rear flank downdraft, that warm, moist air, creating that rotation that is giving you that funnel cloud that you see there coming from that supercell. Now, the most dangerous parts of the tornado, of course, is the center of the tornado itself, but that debris field is also very, very dangerous, and you can send a lot of debris flying and injuring people that are nearby. Now the Weather Channel's designers. Đấy. Đó, nó là cái ông Khoa gọi cô gì em Khoa?
Rồi Khoa ơi, gọi cô gì Khoa? Khoa đâu rồi? Rồi đó là cái sự kiện online cô nói một tí để con có thể hình dung ra ha, nhẹ thêm. Rồi được đi tiêm vaccine là mừng rồi đó. Công ty nào vậy Khoa? Sướng ta. Giờ mà ai City House, các bạn mà được tiêm thì các bạn cứ tranh thủ đi, một mũi nó cũng đỡ lắm á, đúng không? Rồi ok, đi đi nha. Có gì cô Trân ghi chú giùm là được nè. Rồi bây giờ là cô dành khoảng chừng mình còn 30 phút nữa ha. Rồi các bạn có câu hỏi thắc mắc gì về cái sự kiện của mình thì các bạn tranh thủ hỏi cô luôn, tranh thủ hỏi cho cô. Có ai không hiểu concept là gì hay không, và layout tất cả các thứ kỳ này tụi con nếu có được souvenir giống như là cái vòng tay cho mấy bạn nào tham dự thì mỗi người mang về cũng được ha, không có là thôi nha. Cô không muốn mình tốn tiền nhiều, con tập trung với sân khấu cái tiết mục cho nó hay đẹp là được rồi. Đó, còn đồng phục của các bạn chế được gì thì chế, còn không thì thôi. Check in ở đằng trước để mình chụp hình thì không cần ha, không cần check in nha. Check in thì nó sẽ tốn thời gian để mà decor set up, mình chỉ có cái backdrop ở trên sân khấu thôi là được rồi, với lại có một cái standee để ngay cửa trước khách sạn, trước nhà hàng của mình á là được rồi nha. Và thông tin là các bạn phải đầy đủ cho cô, tên của sự kiện, logo trường và các dòng lớp của mình đi là N1256, hiểu không? Đấy, rồi địa điểm tổ chức, cái thời gian tổ chức. Chưa? Đó, rồi là ok rồi. Và nếu như mà để cho nó an toàn á thì cô thấy rằng tụi con cứ design, nhưng mà tới gần đó hãy đi in, đừng in sớm quá, hiểu không? Tụi con cứ để ngày giá bộ đại đi, rồi địa điểm đại đi. Tại vì nếu mình có thay đổi á, mình in ra rồi á thì nó cũng không sao, mình sửa lại kịp. Chứ còn in sớm quá thì tới đó là đổi ngày hay gì ha, là nó sẽ lại phí mất cái đó. Nên tụi con cứ in file cho cô nhìn cái tổng quát là được. Nhớ chữ nó phải ở trên ha. Rồi kịch bản gala dinner các bạn cứ làm chương trình tổng hợp cho nó đủ thứ ăn chơi ở trên đó, vừa trò chơi vừa hát hò nhảy rồi lô tô xổ số, đúng không? Đó. Thậm chí là tụi con có những cái chương trình đặc biệt gì cho khách đấy. Cô thấy cái này các bạn có thể add thêm vô, là có thể là mình sẽ ban tổ chức cũng như trong lớp mình suy nghĩ sẽ mình làm một cái happy birthday mình tặng cho các bạn đó, hiểu không? Các bạn mà trong chuyến đi của mình, ai mà sinh nhật trong cái tháng mà đi chơi, mình happy birthday mình tặng quà luôn đó. Hoặc thầy cô nào mà đi cùng thì tuyệt vời đó. Đó là cái mà cái mẹ của cô suy nghĩ của em đó. Đó là cái mà cái mẹo và cô xin nhanh cho tụi em để tụi em có thể thêm thật vô, tại vì cái start party cuối năm nó vui lắm, chủ yếu cho mọi người vui vẻ với nhau, gala dinner vui vẻ với nhau. Rồi ok chưa? Rồi cô cho các bạn khoảng mấy phút các bạn suy nghĩ thì các bạn có thể hỏi cô nha, đang online nè. Mà có câu hỏi nào không? N là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có ai, bạn nào hỏi cô không? Dạ em không có câu hỏi cô ơi.
Ok. Rồi không có thì cô cho nghỉ sớm ha. Rồi mình chuẩn bị mình tạo một cái group. Thì xin phép cô tạo lại một cái group mới là 1 2 5 6 ha. Rồi khi nào mà chúng ta có cái lịch đi á thì là các bạn của 3 4 7 gì đó ha. Thì các bạn 3 4 7 các bạn chủ động các bạn tạo một cái group, add cô vô. Cái group của xe mình á, add cô vô để cô làm việc với các bạn. Ừ. Hoặc là sắp tới cô có thấy lớp nào mà đi chung thì cô tự add vô để tạo group để liên hệ với các bạn nó kỹ hơn, nó nhiều cái để nhớ hơn. Ok. Rồi chú ý không, các bạn không dùng cái gì mà nghiêng về lửa hoặc cái gì mà nguy hiểm nha, hoặc đem con vật gì vô, con rắn gì vô và dẹp hết đi nha. Có nhiều người ta biểu diễn nhiều cái đó. Rồi. Ok, thôi vậy được rồi, mình dừng ở đây đi ha. Rồi có gì các bạn nghỉ ngơi, rồi 2 tuần nữa các bạn cho cô cái concept. Tháng 15 tháng 8 cho concept rồi ok mới vô cái kịch bản. Chính kịch bản. Rồi các bạn nghỉ ha. Bye tụi con. Dạ, em chào cô. Rồi chào mấy đứa nha. Trân ơi, cô gửi lớp sớm nha Trân. Dạ. Cảm ơn cô Trân. Dạ em cảm ơn cô ạ. Em chào cô ạ. Các bạn thầy cô kiểm tra điểm danh nha. 27 N1. N1 tham gia đầy đủ hết nha. 27 N2. N2 đủ ha. 27 N3. Bạn Hoài Bảo. Lưu Phạm Hoài Bảo. Rồi bảo vắng nha. Trương Thanh Hải. Dạ có cô. Dạ có. Ừ rồi. Nguyễn Phạm Phi Nhung. Nguyễn Phạm Phi Nhung. Dạ có cô ơi. Rồi. Dạ có, dạ có cô ơi. Rồi được rồi, em còn lại đủ nha tất cả các bạn. 27 N4. Bạn Bảo Anh. Mã Trần Bảo Anh. Rồi Bảo Anh vắng ha. Nguyễn Hoàng Duy. Nguyễn Hoàng Duy. Hoàng Duy vắng. Nguyễn Thanh Hoàng. Dạ có rồi. Rồi. Bà Nguyễn Huỳnh Thị Trâm. Có rồi. Rồi. Còn lại đủ nha. 27 N5. Tôn Thất Thiên Ân. Thiên Ân. Dạ có cô ơi. Rồi. Khánh Linh. Dạ có cô ơi. Rồi Minh Hiếu. Trương Hoàng Minh Hiếu. Hiếu vắng ha. Lương Đức Hiếu. À, em có cô ạ. Rồi. Nguyễn Thị Thủy Tiên. Dạ có cô ơi. Rồi. Nguyễn Đặng Chí Tài. Dạ có cô ơi. Rồi. Phan Trần Kim Thảo. Dạ có cô ơi. Rồi còn lại đủ nha.
27N06 Lê Bửu Khang. Dạ có cô ơi. Rồi. Nguyễn Ngọc Nhi. Dạ có cô ơi. Nguyễn Minh Thành. Dạ có cô ơi. Rồi đủ nha. 27N07 Bùi Võ Tường Vi. Dạ có. Rồi. Nguyễn Thị Thùy Trang. Dạ có cô ơi. Hứa Thanh Hà. Dạ có cô ơi. Rồi. Thầm Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ có cô ơi. Rồi đủ nha các bạn. Rồi mình kết thúc buổi học ngày hôm nay nha. Rồi cô chào ơi. Tất cả bạn, ơi. Bạn, cô ơi cô. Bạn Lưu Bảo N3 bạn đi test Covid đó cô. Nên là bạn chưa kịp nói á. Rồi được rồi em. Dạ. Rồi, còn bạn nào còn thắc mắc về điểm danh nữa không? Không thì kết thúc nha. Rồi, chào tất cả các bạn.